Thưa quý hàng các bạn, The One thuộc dòng loa Heritage Wireless của Calip, một dòng loa có thiết kế hoài cổ đẹp, rất là sang trọng. Theo mình thấy thì The One là một trong những dòng loa có chất âm vô cùng xuất sắc trong phân khúc giá. Ngoài ra thì với thiết kế hoài cổ đẹp thì có thể nói là The One là một vật dụng trang trí cho không gian nội thất gia đình mình. Và ngày hôm nay thì HD Radio sẽ cùng quý hàng các bạn mở hộp cũng như test thử chất âm của chiếc loa Calip The One này nhé. Và đầu tiên thì mình sẽ mời quý hàng bạn cùng mình mở cái hộp sản phẩm này ra để tìm hiểu phía chân trong vào hộp có những linh phụ kiện gì. Khi mở hộp ra các bạn thấy đầu tiên đó là một cái phiếu bảo hành chính hãng. Chiếc dầu ăn này được công ty Anh Duy nhập khẩu phân phối chính hãng ở Việt Nam nhé. Đây là cái phiếu bảo hành chính hãng mà bắt buộc phải có trong chiếc loa Calip dầu ăn. Thứ hai là một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Mình điểm nhanh qua phần này thôi. Hai, một cái adapter nguồn. Các bạn lưu ý là adapter nguồn theo máy nhé. Chúng ta không thể sử dụng các cái cục nguồn mà không rõ nguồn gốc sạc cho chiếc loa này thì có thể là dẫn tình trạng hư hỏng của pin. Và hai cái chân chuyển đổi cổ cắm điện. Và cuối cùng trong phần phụ kiện mình thấy thì có một cái jack 3.5 ra 3.5 dành cho các bạn sử dụng các thiết bị kết nối có dây nhé. Và cuối cùng đó chính là chiếc loa của chúng ta. Đây là chiếc loa Calip The One mà để trong cái hộp này rất là vuông vắn, thôi mình cầm lên cũng khá là nhẹ thôi. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc loa Calip The One. Và trên màn hình quý hàng bạn đây đó chính là chiếc loa Calip The One mà chúng ta vừa mới khui thùng. Điểm nhanh về phần thiết kế, như mình thấy đây thì có cái phần màu sắc cũng như là thiết kế rất là đẹp mắt, vuông vắn, mang đúng chất là cổ điển. Đây là dòng loa 2.1 vì có thiết kế là hai loa toàn giải có đường kính là 5.7 cm và một chiếc loa subwoofer chủ động nằm chính giữa có đường kính là 11.4 cm. Ngoài ra thì hai bên hông của chiếc loa này có hai bát cộng hưởng, là hai bát thụ động nhé, để cộng hưởng cho chiếc loa này vì chiếc loa của chúng ta là chiếc loa thùng kín. Mặt trước có điểm nhấn là một cái e căng bằng dạng đan lưới cứng giúp bảo vệ các củ loa phía trong và một cái logo thương hiệu của Calip có viết tắt của người sáng lập Calip, đó chính là ông Paul Calip các bạn nhé. Đấy là toàn bộ mặt trước. Đây là mặt trên của loa Calip The One. Chiếc loa Calip The One chúng ta được hoàn thiện từ gỗ MDF, được dán veneer có hai màu là màu ebony và màu walnut để các bạn có thể lựa chọn phù hợp với không gian nội thất. Các phím hiệu chỉnh chức năng thì nằm ở phía trên này hết các bạn nhé. Chiếc loa chúng ta sử dụng pin có thời lượng lên đến là 8 giờ đồng hồ khi bạn sử dụng liên tục và công tắc khởi động ở đây. Khi khởi động lên thì cái đèn màu xanh này sẽ phát sáng và chúng ta có thể sử dụng là qua cổng Bluetooth hoặc cổng AUX. Ngoài ra phía dưới thì chúng ta có một cái núm hiệu chỉnh, đó chính là phần hiệu chỉnh về âm lượng của chiếc loa này. Ngoài ra khi chúng ta sử dụng Bluetooth thì âm lượng cũng phụ thuộc vào một phần vào cái điện thoại nữa, nên các bạn lưu ý. Mặt sau của chiếc loa này có điểm na ná giống mặt trước, tuy nhiên thì mặt sau là các cổng kết nối nguồn điện của chiếc loa này và cổng AUX kết nối có dây. Có một cái điểm nhấn là cái màu đen của chiếc loa này, đó là dấu ăn. Bao trọn chiếc loa này đúng là một lớp e căng bảo vệ cho củ loa. Chiếc loa chúng ta có kích thước rất là nhỏ gọn thôi, có hình dáng là vuông vắn, có chiều rộng là 32 cm cộng với chiều cao là 15 cm và chiều sâu này là 13 cm với trọng lượng là 3.8 kg, rất là nhỏ gọn, các bạn có thể là cho vào ba lô để đi du lịch hoặc để ở gia đình chúng ta để lên những kệ tivi cũng rất là thẩm mỹ. Còn về mặt dưới và cái là mặt cuối cùng của chiếc loa này được thiết kế chân đế rất là độc đáo, không giống với bất cứ cái dòng loa nào cả. Đây là bốn cái chân của chiếc loa này và mặt dưới thì cũng có cái phần tên model của sản phẩm và số series của sản phẩm, cũng không có gì lưu ý chúng ta nói tới cả. Còn về thông số kỹ thuật của chiếc loa này, chiếc loa của chúng ta có độ nhạy tối đa lên đến là 103 decibel cộng với công suất liên tục của chiếc loa này là 30W và công suất cực đỉnh của chiếc loa Calip The One lên đến là 50W. Tần số đáp ứng thì từ 56 Hz cho đến là 20 kHz, một dải tần đáp ứng rất là rộng cho chất âm bass sâu và giải cao rất là sáng. Công nghệ ở trên chiếc loa này
sử dụng là Bluetooth là 4.0 các bạn nhé, có cổng jack 3.5 mình cũng giới thiệu rồi. Màu thì có hai màu là màu OneNote và màu AirBody. Đó là toàn bộ những cái thông tin mà mình gửi đến quý hàng bạn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ test thử chất âm của chiếc loa này trên hai dòng nhạc, một dòng nhạc có tiết tấu nhanh và một dòng nhạc nhẹ nhàng, và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhận xét về chất loa này nhé. Anh xa vắng, tình sâu khi ta xót xa. Vì một người đi không chờ ai, trong ngàn năm ta thương nhớ. Tìm được gì khi ta đã mất? Vì một người ra đi cuối trời, cho một người ngồi đây nhớ thương. Và vừa xong, mình và quý hàng bạn đã cùng nhau test thử chất âm của chiếc loa Clip The One này. Qua phần test thử thì mình có một vài nhận xét cơ bản như sau. Đó là về phần lực bát của chiếc loa này, theo mình đánh giá thì nó ở mức độ trung bình mà thôi. Tuy nhiên thì có cái tiếng ở phần trung âm và phần giải cao thì rất là rõ và tươi sáng. Theo đó thì mình cảm nhận thấy chiếc loa này rất phù hợp với những bản nhạc như acoustic này, bản nhạc country hay là ballad. Hoặc các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc bolero cũng rất là tuyệt vời. Còn những bạn nào mà sử dụng với những bản nhạc tiết tấu nhanh như remix hay hip hop thì theo mình cần cân nhắc thêm. Hiện tại thì chiếc loa Clip The One này đang được HD Radio bày bán với mức giá là trên 4 triệu đồng và kèm theo đó là các cái phần quà khuyến mại. Nếu quý hàng các bạn quan tâm có thể ghé tham quan showroom của HD Radio để có thể trải nghiệm thực tế cũng như đánh giá và có phần test so sánh với các sản phẩm khác cùng phân khúc. Hoặc các bạn ở xa có thể gọi điện qua tổng đài hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 0042, để các bạn tổng đài viên có thể hỗ trợ cũng như tư vấn mua hàng một cách nhiệt tình và tốt nhất nhé. Nếu thấy clip hay, hãy like, subscribe kênh YouTube của HD Radio để nhận được những thông báo mới nhất của HD Radio nhé. Còn bây giờ thì mình xin dừng clip ở đây. Hẹn quý hàng các bạn ở những video clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào.